pha đạp bóng của Văn Đạt. Và chúng ta sẽ chờ xem một tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ bên phía Phú Yên. Và những phút còn lại thì Phú Yên sẽ phải chơi thiếu người. Liệu Khánh Hòa có thể tận dụng thành công những ức chế của Văn Đạt đã khiến cho cầu thủ này có một tình huống không fair play đối với cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Một pha đẩy sau của Đình Kha và ngay sau đó là tình huống đạp thẳng vào bụng của Đình Kha. Như vậy là Thành Công cũng sẽ phải rời sân. Thẻ vàng thứ hai dành cho hậu vệ cánh trái này. Lợi thế hơn người của Khánh Hòa chỉ tồn tại trong vòng có 3 phút thôi. Rất khó hiểu cho hành động vừa rồi của Thành Công. Tỷ số cân bằng và con người cũng cân bằng trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Thẻ vàng thứ hai dành cho Thành Công. Phút bù giờ cuối cùng. À, đúng lúc này trọng tài Trần Văn Lập đã nổi còi kết thúc trận đấu trên sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1. Trong hiệp 2 thì cả hai đội đều bị chút quyền thi đấu. Bên phía Phố Hiến đó là Văn Đạt và bên phía Khánh Hòa với thẻ vàng thứ hai phải nhận thì Vũ Thành Công cũng đã phải rời sân ở phút thứ 86. Và với trận hòa này thì Khánh Hòa tiếp tục ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Trong khi đó thì Phố Hiến có được 9 điểm và vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4. Và buổi tổng duyệt trận đấu giữa Khánh Hòa và Phố Hiến của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.